Xin chào mọi người đến với kênh Làm Sao Biết Được TV. Hôm nay video tiếp theo mình nói về đường chỉ tay tài năng, chỉ tay mà tôi thể hiện về sự thành công, mang về lợi lộc về tiền bạc trong sự nghiệp, trong công danh. Đường đó là đường Thái Dương. Hôm video trước mình có nói về cái đường này rồi. Những người mọi người để ý là đường này càng dài càng rõ thì nó mang đến sự thành công chắc chắn, mang đến sự phát đạt. Thì những video hôm trước mình có nói về cái những cái dấu hiệu nó xuất phát từ các vị trí các gò rồi ha. Hôm nay video thì mình nói về những cái đường mà từ trên đường Thái Dương này nó phát lên, gọi là ví dụ như đường Thái Dương này mọi người để ý là nó thẳng ha. Thì dù có một cái đường mà nó chạy lên và nó nối với lại cái đường trí đạo này, ví dụ như vậy phát lên, thì đây là dấu hiệu những người này là những người thông minh, tài trí, có khả năng dùng cái sự tài năng về cái sự thông minh này, sự sáng suốt, người tài giỏi này để phát đạt trong công danh. Tất nhiên là khi mọi người để ý là những cái đường này được phải rõ ràng ha, và đó xuất phát từ cái đường Thái Dương này, nó lại nối với đường trí đạo. Người nào mà ví dụ như từ trên đường Thái Dương này mà nó nối với lại đây, ví dụ như chạy vào đường Tam Đạo, thì những người này có tài trong việc là giao hảo với những người khác và được nhiều người cảm mến. Đường mà từ Thái Dương này gọi là đường tài năng và thành công. Tất nhiên là cũng nhờ sự giúp đỡ của sự cảm mến này, cũng có thể gọi là sự may mắn trong cái cuộc đời liên quan đến cái sự giao hảo với những người khác. Từ trên đường gò thái âm này mà chạy vào, có đường nó lại tiếp xúc với cái đường Thái Dương này á, thì những người này cũng có khả năng về giao tiếp, khả năng về ngồi giao. Thứ hai nữa, những người có đường này thì nếu mà làm về những gì liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật thì sẽ phát đạt và thành công. Tuy nhiên mà mọi người để ý, sự thành công này nó phụ thuộc vào cái đường Thái Dương này nha. Đường Thái Dương này phải càng rõ đẹp thì nó sẽ hiện về sự thành công chắc chắn đảm bảo nha. Ví dụ như từ trên đường Thái Dương này có cái đường nói chung nó chạy qua đây gò Hỏa Tinh thứ hai, thì những người này là những người có năng lực thật sự, có khả năng cạnh tranh, và sự cạnh tranh này rất là tốt đẹp, có khả năng kiên trì, nỗ lực rất là lớn. Đường mà mọi người thấy là từ vị trí đường Thái Dương đi lên phát là tốt. Hoặc là mọi người để ý là từ đường Thái Dương này nó chạy ra qua cái gò Mộc Tinh này, thì những người này có tài năng và có khả năng gọi là trong quản lý điều khiển người này người kia, có địa vị. Nếu mà chạy lên khu vực gò Tổ Tinh thì tài năng thật sự rồi, nó mang về tiền bạc và tài lộc và tài chính rồi ha, mang về tài sản ha. Hoặc là mọi người thấy là từ cái đường Thái Dương này nó lại phát qua chạy về khu vực gò Thủy Tinh này, hay chạy về đây, thì đây là cũng như là dấu hiệu cực kỳ tốt, nó thể hiện người này có khả năng làm những việc liên quan đến tài chính, có khả năng bị khiếu ăn nói, rồi khả năng làm thương mại, nói chung là làm việc gì liên quan đến tài chính thì rất là tốt. Những người mà có cái đường Thái Dương rõ đẹp mà từ trên đường Thái Dương này mọi người thấy nó phát qua các vị trí các con, thì những người này có tài thật sự, và nó dính với lại cái đường nào thì nó thể hiện về cái tài năng liên quan đến cái vị trí đó, hoặc là nó chạy về cái gò nào thì nó thể hiện về tài năng thật sự của người này. Điểm mạnh của nó là mạnh về vị trí thiên vị đó. Ví dụ như mọi người thấy là đường này mà nó người nào mà ở vị trí này nó phát ra, ví dụ như những người nó tẻ làm đôi thế này thì người đa tài nè. Hoặc là những người nào mà có cái vị trí này giống như đinh ba, thì người này sẽ mang về cả về danh vọng, lời lộc, tiền bạc, có tiếng nói, có danh tiếng, có nhiều người biết đến. Nhưng mà mọi người để ý như thế này, nếu mà trên đường này mà có quá là nhiều đường như thế này mọi người nè, đây ví dụ như thế này đó, có quá là nhiều đường nó tẻ như thế này thì lại là khác nha. Tại vì người này quá là gì, có thể là làm được rất là nhiều việc, tuy nhiên những cái việc này thì nó không có dính dáng gì đến với nhau, rời rạc. Ví dụ như là anh biết rất là nhiều lĩnh vực mà những cái lĩnh vực này nó không có thiên về nhau. Ví dụ anh biết xây dựng rồi, hay là anh biết lấy xe, hay là anh biết xây dựng biết lấy xe, rồi anh lại biết một cái nghề nào là nghề biển chẳng hạn như vậy, thì ví dụ như vậy thì những cái lĩnh vực này nó không có logic với nhau. Vì những người có đường chỉ tay này là người tài năng, tài giỏi, tuy nhiên cần phải tập trung vào một lĩnh vực nào đó, cần nên tập trung một cái
cái tài năng của bản thân mình vào một cái việc nào đó nhất định thì nó sẽ mang đến thành công. Còn nếu không như vậy thì gọi là sự phân tán về cái tài năng, biết nhiều việc nhưng mà mình lại không có chú tâm. Người nào mà người thấy là cái dạng hình chữ M mà nó tạo được từ cái đường bởi cái đường thái dương á, thì đối với người nam sẽ được gọi là, người ta gọi là được về tài lộc. Người phụ nữ sẽ nó mang về cái hạnh phúc về hôn nhân. Ví dụ mình vẽ bên tay phải ha, ví dụ đây là đường tâm đạo nè, đó đường trí đạo nè ha, cái đường mà mọi người thấy đường thái dương nó lên, đường thái dương nó lên trên này, đường thế này nó tạo thành cái chữ, ví dụ như mọi người thấy nó đây, cái này đây đó, hình dạng giống như chữ M. Bởi cái đường gần đường thái dương này, người nào mà có cái đường này cái bàn tay á, người thấy là nó giống hình chữ M. Thì đối với phụ nữ thì sẽ được có sống hôn nhân rất tốt đẹp, tất nhiên mà vẫn có tiền tài. Người nam thì người ta gọi là sự thuận lợi trong cái việc làm ăn, trong cái việc tiền bạc. Và những người mà có cái đường thái dương này rõ ràng như mình nói video cách hôm trước đây ha, hoặc là video này, thì những người có đường thái dương này, một sự đảm bảo chắc chắn là người này là tài năng. Đường nào mà mọi người thấy nó rõ ràng thì công danh sự nghiệp báo hiệu cái việc là thành công đảm bảo, thành công chắc chắn, và nó sẽ gọi là mang về tiền bạc việc trong cái sự nghiệp, trong cái công danh. Mà mới mọi người thấy là đường mà nó những cái đường mà nó nhiều quá, cái đường đi xuống như thế này, thì mọi người cũng cần phải tập trung để ý. Những cái đường đi xuống như thế này, đây là dấu hiệu người này cần phải tập trung năng lượng rất là nhiều vào trong cái sự nghiệp. Tại vì đây là dấu hiệu 6 ha. Ví dụ như đường mà đi xuống thế này là rất là mang dấu hiệu là phân tán đi xuống, cần phải tập trung năng lượng nhiều vào trong cái này. Người này phải nỗ lực rất là nhiều. Với những người mà có đường hướng lên như mình vẽ đây, ví dụ như đường mà từ đường thái dương này đi lên, đi lên nó lại phát, tức là người này có tài năng thật sự, và tài năng này nó ứng dụng vào trong thực tế cho người này, cho họ, và họ lại mang về cái tiền lợi lộc. Và tất nhiên là mọi thứ là cái cuộc gò thái dương này nó đẹp nè, đường thái dương rõ ràng đi lên, đường thái dương rõ ràng đi lên vị trí này, thì nó sáng thì công danh sự nghiệp người ta sẽ thành công, công danh sự nghiệp thành công ha. Những yếu tố mà người thấy để ý là sợ nhất là sao, những người nào mà có cái đường thái dương mà đùng một cái có đường cắt ngang như thế này nó mới sợ lắm. Gọi là sao, sự thành công này bị tạm dừng bất ngờ, tạm dừng bất ngờ, bị chặn đầu nè. Nhưng mà những người nào mà có đường này thì sẽ bị hậu vận, sẽ bị gọi là bị hay bị kém trong cái việc công danh. Tuy nhiên mà mình là còn trẻ thì vẫn được mọi người nha. Người ta bảo hiệu là đây là dấu hiệu của khi mình về những cái hậu vận á, thì hay bị dừng bất ngờ, sự nghiệp nó bị tạm dừng, công việc của mình không được thuận lợi, nó dừng đi, không có làm gì được cả. Còn những thời gian mà phía trước á, cùng trẻ và trung niên á, thì vẫn thuận lợi nha. Tại vì dấu hiệu này nó dấu hiệu về những cái hậu vận về sau. Còn những cái đường mà phía trước này thì nó vẫn thuận lợi, thì trong giai đoạn nó vẫn làm ăn bình thường, vẫn có thể có sự nghiệp, vẫn có kiếm tiền kiếm bạc được. Nhưng mà nếu mà khi mà nó dấu hiệu ở dưới đây thì gọi là dấu hiệu của cản tài, cản về cái tài năng, cản về cái sự nghiệp, nó làm cho sự nghiệp mình đang bị bế tắc đi, dừng đi ha. Cho đây mọi người để ý là những cái dấu hiệu nào mà dấu hiệu tốt trên cái đường thái dương này, là những ví dụ như từ đường thái dương này chạy qua gò này cũng tài năng, những người nào mà có đường thái dương mà từ đường này chạy qua đây cũng đẹp nè ha. Đây là gọi sao, những người này chưa có tài này, công danh sự nghiệp, có tiền bạc này, cũng có về lợi lộc, về tài sản thuận lợi này. Người thí dụ như từ đường gọi thái dương mà nó chạy té ra làm đâu như thế này, qua hai hướng này, thì những người này vừa có tài, vừa có tiền, có tài sản, có tiền bạc, giống như là thuận lợi trong cái việc làm ăn, tài năng được phát triển đúng mức, đúng về cái lĩnh vực, và nó phát lên. Để cái gò mà gò thái dương này nó càng hồng hào, càng rõ đẹp, thì nó cũng hỗ trợ rất là nhiều liên quan đến cái đường thái dương này mọi người nha. Cái gò này nó phải nổi trội ha. Rồi đường thái dương nổi trội thì nó sẽ báo hiệu cho cái việc là sự thành công, tài năng của bản thân mình là nó được phát. Cái đây là khi mọi người để muốn xem về cái liên quan đến tài năng của bản thân, sự nghiệp mình, công danh sự nghiệp mình có thuận lợi hay không, thì
thì mọi người có thể nhìn vào đường thái dương để phán đoán, để xem là tài năng của mình ở đâu và sự nghiệp của mình nó sẽ phát hay không. Nhìn vào cái đường thái dương này, sự nghiệp trong giai đoạn nào nó có trục trặc, giai đoạn nào nó thuận lợi thì có thể nhìn vào đường thái dương để biết được. Những người, mọi người để ý là những người đường thái dương mà nó hay bị kiểu như thế này, ví dụ như đang lên bị đứt đoạn như thế này thì gọi là sự có sự thay đổi trong công danh sự nghiệp. Nhưng mà không sao, những cái đường này gọi là đường thay đổi về cái con đường làm ăn đó, thì tài năng bản thân mình đó. Nhưng mà những cái đường mà như thế này thì người ta gọi là mình thỏa mãn được cái giai đoạn mà mình làm á, mình thỏa mãn rồi thì mình thay đổi, chứ không có phải là do bị trục trặc gì cả hả. Những cái đường như thế này, những người có đường này thì gọi là thỏa mãn trong giai đoạn nào đó và phát tiếp tục làm một công việc gì đó tiếp theo, thay đổi, và sự thay đổi này là theo cái ý muốn của bản thân. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu mọi người thấy hay và hữu ích, xin mình một like và một lượt đăng ký. Xin chào và cảm ơn mọi người.